Vâng, xin kính chào anh chị và các bác và mừng anh chị và các bác đã quay trở lại với kênh Mẹo Bổ Mật của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin chúc anh chị và các bác sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Trước khi vào video chia sẻ thì cũng có một vài lời tâm sự với tất cả mọi người. Trong cái thời gian vừa qua thì không làm video thường xuyên, do vậy mà cái khả năng thuyết trình, khả năng nói năng nó cũng không được tự luận. Thì mong mọi người, anh chị và các bác hết sức là thông cảm cho em. Hôm nay trở lại với kênh thì cũng mong muốn rằng sẽ mang cái gì đó giúp ích cho tất cả mọi người. Vậy thì để có thể giúp ích cho tất cả mọi người thì hôm nay thì để em sẽ chia sẻ một cách an toàn nhất. Có nghĩa là em sẽ chia sẻ cho mọi người ba con số, tức là tương ứng với một cái con vật thú, một cặp song thú, và ngoài ra thì cũng có thể chia sẻ thêm một số cái những cái đường cầu để mọi người có thể là giả sử như là mình thích cái con này là chung. Khi mà em phân tích có một cái đường cầu thì như vậy làm cho mọi người có thể tự tin hơn để mọi người chơi đó. Ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ cho mọi người thì ba cái đường cầu tương với một đường cầu thành phố và hai cái đường cầu, hai cái đường cầu là chỉ ra một cái cặp song thủ. Vậy thì những cái đường cầu này như này là nó đường cầu như thế nào thì em sẽ chỉ cho mọi người cái sau. Nhất là đường cầu đầu tiên, em xin thể hiện cái kết quả bắt đầu từ ngày hôm mùng 10 tháng 7 năm 2024 và em xin phép được di chuyển hình như của ngày hôm mùng 10. Trên màn hình mọi người đang theo dõi kết quả của hôm ngày mùng 10 tháng 7 năm 2024 và đường cầu của em sẽ chỉ ra như sau. Đầu tiên em sẽ lấy cái trạng nhất là cái con số thứ đầu tiên của giải 320, ở đây là cái con số 9, và cái trạng hai là lấy con số cuối cùng của giải 3.36. Em xin nhắc lại tất cả mọi người nhé, cái đường cầu đầu tiên, trạng đầu tiên đó là lấy con số đầu tiên của giải 320 với con số 9 này, và cái trạng thứ hai là lấy con số cuối cùng của giải 3.6, nó cùng số giải trong cái giải 3 thôi, và ghép vào thì sẽ được một cái con số con bạch thủ duy nhất. Rồi, xin phép tất cả mọi người, đây sẽ là cái con số đầu tiên, đây sẽ là cái con số đầu tiên để ghép này, số 1, em xin tiền số 1, và đây sẽ là cái con số thứ hai, đây sẽ là cái con số thứ hai, và em chỉ việc ghép như này, lấy con số chạm nhất và ghép được cái chạm thứ hai, đây ghép xuôi chiều nhưng không ghép ngược lại, nếu ghép ngược lại sẽ thành cặp song thủ, nhưng em ghép xuôi, lấy con số nhất ghép con số thứ hai thì sẽ được một cái cặp song thủ, không phải một cái con bạch thủ, không phải con 99, con 99. Và em sẽ thể hiện cái cặp này ở bên phải màn hình là em sẽ viết ở đây là cái con số 99, con 99. Rồi tương với đường cầu nhất thì được cái con 99, và đường cầu thứ hai sẽ như thế này. Với cái đường cầu thứ hai là em sẽ lấy cái trạng đầu tiên, đó là cái con số thứ hai của giải 2.1, ở đây là cái con số 8 này, số 8 này đúng không, và lấy con số cuối cùng của giải 7.4, ở đây là cái con số 1 đúng không, và ghép hai cái trạng này sẽ được một cái con số. Đây là con số thứ nhất này. Em xin ghi đây, đây là cái, đây mở tập một lần em sẽ đây, đây sẽ là cái con số thứ nhất và đây sẽ là cái con số thứ hai. Đấy, và ghép con số nhất với con số thứ hai sẽ được cái con số như sau, và em xin ghi đây nối hai cái trạng này vào nhau, đường cầu nó chính xác chúng mong mọi người cùng khác nối này sẽ được cái một cái con số, đó là cái con 81. Rồi đấy là cái đường cầu thứ hai, và đường cầu thứ ba sẽ như thế này. Em sẽ lấy cái trạng đầu tiên, cái con số nhất, cái trạng đầu tiên là cái con số thứ hai của giải, con số thứ hai của giải nhất vẫn là cái con số 8, một trùng trùng nhau. Đấy, vẫn là cái con số nhất trùng nhau. Và cái con số thứ hai thì nó khác một chút, đó là lấy cái con số, để mình lấy con số thứ ba của giải 4.2, con số thứ ba của giải 4.2 ở đây là con số 6. Đấy, và từ hai trạng này, từ hai trạng này sẽ ghép vào đây, vẫn là đây là cái con số thứ nhất vẫn là cái con số thứ hai của giải 2 của giải 2.1 nhé, và con số 2 vẫn là cái con số thứ ba của giải 4.2, và nối hai cái chặng này vào với nhau. Em xin nối thế và sẽ kéo vào đây sẽ được cái con số là con 86 nhé các người, và thông qua ba cái cầu này sẽ tìm ra được ba con số nhất theo thứ tự từ bé lớn 81, 86 và 99, và dựa vào khoảng ngày 10 tháng 7 chúng ta sẽ sử dụng ba con số tìm được trong ngày 10 tháng 7 để chơi trong ngày 10 tháng 7 và di chuyển màn hình kết quả của ngày hôm 11 tháng 7 để mọi người xem là cái đường cầu này nó đã thực sự là ok chưa nhé, nó thực sự là ok chưa, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển. Xin mời tất cả mọi người đấy, trên màn hình mọi người đã theo dõi kết quả của ngày hôm 11 tháng 7 năm 2024, và em xin thể hiện kết quả bằng cái tô màu đậm, màu bút màu vàng.
đối với con 86 thì mọi người thấy là nó về ngay trong cái giải 2 2.1 này, ngay trong giải 2.1. Đối với con 81 thì 81 thì em đang quan sát cho mọi người, hãy quan sát em, mọi người chỉ, mọi người quan sát đến đấy thì mọi người chỉ cho em, nhưng hiện tại thì 81 thì em chưa nhìn thấy đâu. Úi, cái đó em không biết nhìn nhầm rồi, không biết nhầm là gì rồi. 81 chứ mọi người chờ em chút, có khi là cái đường khác em hơi nhầm chút đấy. Ừ. 81 sẽ nhầm rồi. 16 thì nhì, thành nhì, nhì. À, con số thứ hai của thành nhì, lấy con số cuối cùng 81 của thầy. Ở cái đấy cứ bình tĩnh nhé nha, 81 từ bình tĩnh một chút để em lấy một vài lần chứ. Ờ, giờ nhầm rồi. Xin lỗi tất cả mọi người, em nhầm cái đường cầu thứ hai nhé. Em lấy lại chút, di chuyển màn hình lại lại chút để thành 10. Đây, em nhầm cái đường cầu đầu tiên. Xin lỗi tất cả mọi người hãy thông cảm cho em nhé. Đây em sẽ phân tích lại cho tất cả mọi người đấy nhé. Đây em có ấy. Đấy, không phải cái chặng thứ hai không phải là cái con số thứ hai của giải 7.4 mà cái chặng thứ hai là cái con số thứ tư của giải 5.4. 5.4, 5.4 con số thứ tư, con số cuối cùng của giải 5.4 ở đây là cái con số 7. Đây con số 7. Đấy, và ghép vào sẽ được cái con 87 chương 87 đấy, và thông qua ngày 10 tháng 7 và 3 tháng 9 thì sẽ tìm được con 86 tháng 7 và con 99 và di chuyển màn hình những kết quả cùng ngày hôm 11 tháng 7 đối với con 86 thì ok rồi đúng không? Con đường cầu thứ hai là cái con 87 này, con 87 thì nó về ngay trong cái giải 7.4 này đấy, và con 99 và 99 có đấy, 99 có đấy, nhưng mà nó cụ thể vị trí cụ thể thì nó về ở đây là sát trong cái giải cái đường cầu thứ hai luôn, ở giải 7.3 của 99 này. Đấy, một lần nữa thì chúng ta thấy được cái đường cầu ba đường cầu này đang rất là ok, và ok nữa thì chúng ta vẫn phải kiểm tra đúng không? À, vậy thì em các bác sẽ đi phân tích nhanh kết quả ngày hôm 11 tháng 7 năm 2024 để thấy rõ được cái hiệu quả của cái đường cầu này, và em sẽ xóa tất cả những gì đã phân tích được để mọi người thấy rõ. Tương với cái đường cầu đầu tiên này, đường cầu đầu tiên này, tương với đường cầu đầu tiên đúng không? Thì em sẽ tìm ra con số 1 có chạm 1 này và chạm 2, chạm 1 chạm 2 thì sẽ bị ghép vào sẽ được con 12, 12. Và tương ứng với đường cầu thứ hai nó sẽ lấy cái con số thứ tư, còn lấy con số thứ hai của giải 2.1 là con số 4 này, và ghép với con số 0 là cái con số cuối cùng của giải 5.4 là cái con số 0, ghép vào sẽ được con là con ghép vào sẽ được là cái con 40. Và tương ứng đường cầu thứ ba sẽ có hai chạm sau, nhất là cũng lấy sẽ cái chạm 4 này, thứ hai là lấy con số thứ ba của giải 4.2 sẽ là con số 0, ghép vào cũng sẽ được là con 40. Và thông qua ba đường cầu thì sẽ tìm được hai con 40 và con 12. Cái di chuyển những kết quả ngày hôm 12 tháng 7 để quan sát để thấy được cái hiệu quả của cái đường cầu, các đường cầu này. Với cái con 12 thì em cứ thấy là ở bên thống kê đầu thì có con 12, con 1 nháy này, và con 40 có một nháy đấy, vị trí cụ thể của các con số. Đối với con 12 thì nó phải ở giải 6.3, đối với con 40 thì nó về vị trí cụ thể là ở giải 4.2. Nếu mà mọi người vẫn tin tưởng vào các đường cầu này thì em cũng sẽ đi phân tích tiếp. Thôi điểm này là không có cho phép, em sẽ cùng mọi người phân tích nhanh. Đấy. Với cái đường cầu đầu tiên, trước tiên thì em sẽ xóa cái gì là phân tích nhanh để mọi người có thể quan sát rõ hơn. Với cái đường cầu đầu tiên thì em sẽ tìm ra được con số thứ nhất, đó là cái nhờ con 12, con 12. Em xin ghi con 12 chạy đi bên phải màn hình. Đối với đường cầu thứ hai thì em sẽ tìm ra được cái con số là con 84. Và đối với đường cầu thứ ba em tìm ra được là con 89. Và thông qua ba đường cầu sẽ tìm được ba con số và di chuyển lên kết quả của ngày hôm qua là ngày hôm 13 xem nó còn phương pháp này nó còn hiệu quả hay không. Với con 12 thì mọi người thấy rằng thống kê đầu thì nó có con 12 này, con 84 thì nó có con 84 nó về hai nháy này, và con 89 thì nó về một nháy cụ thể là vị trí của ba con. Đối với con 12, con 12 thì nó về ở giải 3.3. Đối với con 84 thì nó về hai vị trí, một ở giải nhất này, hai là ở vị trí là 7.2. Đấy, và đối với con 89 thì nó về là giải 6.3. À, nếu mọi người vẫn tin tưởng vào cái đường cầu này, các đường cầu này trong ngày hôm nay thì mọi người sẽ tìm ra được các cái con số như sau. Đối với đường cầu đầu tiên đúng không? Thì sẽ tìm ra được cái chạm đầu tiên là cái con số 1 và chạm thứ hai là con số 5, nhét vào sẽ được là con
con 15, con 15, con 15, đúng không? Các bạn sẽ là con 15. Và đối với đường cầu thứ hai, tìm chạm đầu tiên là con số 1 và cái chạm thứ hai là cái con số 7 và các bạn sẽ được con 17, 17. Và đường cầu thứ ba để tìm ra được ba hai chạm là chạm 1 và chạm 6 và các bạn sẽ tìm được con 16. Và vậy thì trong ngày hôm nay thì theo những cái phân tích, theo những cái thống kê của em thì em sẽ sử dụng cái cặp số như sau. Đối với con đại chủ thì em sẽ sử dụng con 16 là của con đại chủ, và cặp song thủ đó là con 15, con 15 và cái con 17, 15 và 17. Đấy. Em xin nhắc lại được là đối với ngày hôm nay với cái kinh nghiệm của em thì em sẽ sử dụng cái con 16 là cái con đại chủ và cái cặp là 15 và 17 để chơi để song thủ. Đấy là để các cái đường cầu mà em chỉ cho mọi người trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể tham khảo nhưng các cái cặp số các con số, ví dụ như là cặp con 8 95, 96, 97, 95, 96, 97, và mọi người đối với hai con là 95, 96, 97 mọi người cũng có thể sử dụng con 96 của mình chủ và cái song thủ là con 95 và con 97. Đấy, em ghi ở bên trái màn hình con 9 sử dụng cái màu khác để cho nó rõ để sử dụng những con bút màu xanh sử dụng là 9 con 9 95 và 97 và cái con đại chủ là con 96. Có lẽ là video của em cũng đã tương đối dài rồi, phải em phải dậy để đi làm một số những cái công việc của gia đình. Thì xin chúc tất cả mọi người, anh chị em, cô bác là buổi chiều hôm nay rực rỡ, và không những ngày hôm nay mà những ngày tiếp theo trong cái tháng 7 năm 2024 này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.